Thần tài mở kho, tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng, trúng số độc đắc, tay ôm 100 tỷ về nhà, tiền vàng nhét đầy két trong năm Giáp Thìn 2024, nếu biết bí mật này. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, kiếp nhân sinh này chính là những ngày tháng nối tiếp nhau trong khổ ải trần gian, chỉ có những người ăn ở thiện lương, phúc dày mệnh lớn, kiên cường để đi qua mọi sóng gió, chèo lái con thuyền cuộc đời đi đúng hướng và sẽ gặp được nhiều thành công như ý. Xét theo tử vi số mệnh cho thấy, mỗi con giáp tùy vào từng thời điểm khác nhau, sẽ nhận được phúc họa khác nhau, thời điểm này bị hung tinh chiếu rọi thì tai họa liên miên, nhưng thời điểm khác được phúc tinh cao chiếu thì lại gặt hái được nhiều tiền tỷ của thiên hạ, thần tài mở cửa phát tài phát lộc. Đặc biệt, năm 2024, với con giáp tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, nghe được ý trời, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, tất thảy khó khăn đều tan biến. Trúng số độc đắc, tay ôm 100 tỷ về nhà, trả sạch nợ nần, sung sướng hơn người, đổi đời giàu sang, mua được nhà lầu, tậu được xe sang, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy thì vận số của con giáp này biến động ra sao? Trong năm Giáp Thìn 2024 quý bản mệnh cần phải chú ý những điều gì và đặc biệt cần phải làm gì thì mới gia tăng may mắn, hút hết tài lộc về nhà? Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi Sông Đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng. Người tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, là tuổi con rắn, mạng đại lâm mộc, cây ở rừng lớn, xương con rắn, tướng tinh con khỉ, Phật bà quan âm độ mạng. Nữ tuổi Kỷ Tỵ có số mệnh khá may mắn, được quý nhân phù trợ, nhờ thế mà con đường sự nghiệp của người này vô cùng rộng mở, có nhiều thành công vang dội, vận thế tài lộc hanh thông, tiền bạc đủ đầy, hiếm khi lâm vào cảnh túng thiếu, cả đời phú quý giàu sang. Con giáp này cũng khá đào hoa, có sức hấp dẫn riêng, sự bí ẩn, thông minh, khiến họ trở nên cuốn hút đặc biệt với những người khác giới. Tuy nhiên, sức khỏe của người này không được tốt, thường hay ốm đau, bệnh vặt, cũng hay gặp những chuyện nhỏ nhặt nhưng hao tài tốn của. Đặc trưng tính cách người tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng. Kỷ Tỵ có tính cách trầm ổn, tài trí hơn người, rất biết cách cư xử, tiến lui ở đời hiểu thấu, cũng là người giỏi xã giao, họ có phẩm cách cao sang, thường được mọi người quý mến và đánh giá cao. Tuy nhiên, tâm địa sâu xa và lòng đố kỵ khiến họ khó giữ được các mối quan hệ bền vững, lâu dài. Tâm trạng dễ thay đổi, hay nghi ngờ, lại hiếu thắng, nên dễ xảy ra bất đồng, tranh cãi với người khác. Đó cũng là lý do khiến họ thường bị mất đi nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền hay tiến thân, nên thay đổi mình, sửa đổi những tật xấu, cải thiện bản thân. Kỷ Tỵ có lòng dũng cảm, thông minh và tính thân thiện, chắc chắn người này quyết tâm sẽ giành được thành công. Nữ giới thường thạo việc tề gia nội trợ, nóng tính dễ giận nhưng cũng dễ nguôi. Người này thời trẻ khá vất vả, chịu nhiều khó khăn, thời trung niên bị vấn đề tình cảm ảnh hưởng khá nhiều, đến hậu vận thì hạnh phúc may mắn sẽ đến. Người tuổi Kỷ Tỵ, nữ mạng, nên chú ý các vấn đề liên quan đến tim mạch, nên có kế hoạch chăm sóc sức khỏe khoa học. Về sự nghiệp có nhiều bước thăng tiến không ngừng, nhờ tinh thần trách nhiệm cao, năng lực làm việc tốt, trí nhớ tốt, sự nhạy bén, khiến công việc kinh doanh của họ khá phát đạt, lợi nhuận thu về không ít. Đây cũng là mẫu người thích hợp để trở thành chính trị gia hoặc làm các công tác về tư tưởng. Vận thế cuộc đời Kỷ Tỵ nữ mạng, nhìn chung khá tốt, thường được quý nhân nâng đỡ, song thói quen sống xa hoa, khiến tiền tài đến nhiều mà đi cũng nhanh. Người tuổi Kỷ Tỵ có sự linh hoạt và nhạy bén hiếm có, khả năng tùy cơ ứng biến hiếm ai bằng. Họ giỏi quan sát nét mặt người khác, tư duy mẫn tiệp, có đầu óc tính toán kinh doanh. Đây là người bình tĩnh, có khả năng kiềm chế cảm xúc, cũng tài hoa hơn người, có ý chí kiên định và tinh thần phấn đấu không mệt mỏi. Họ không bao giờ khoe khoang tài năng của mình mà lặng lẽ tiến hành như kế hoạch, âm thầm tiến về phía trước. Trời sinh nhạy cảm, giác quan thứ 6 vô cùng tốt, luôn quan tâm chú ý chăm sóc những người xung quanh, khéo léo xử lý các tình huống bất ngờ phát sinh. Kỷ Tỵ rất giỏi nắm bắt thời cơ phát tài, từ ước mơ ban đầu tìm thời cơ để lựa sức mình đưa sự nghiệp vút bay, công danh sự nghiệp thành đạt từ trung vận trở đi. Về đường tài lộc của nữ tuổi Kỷ Tỵ gặp nhiều may mắn, hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu, cũng có khao khát rất lớn về tiền bạc, trí tuệ mẫn tiệp, tuy không gặp nhiều sóng gió,
nhưng quyết đoán dứt khoát, tốc chiến tốc thắng, coi trọng tư duy, linh cảm phong phú không ai sánh bằng. Nhiều người trở nên giàu có từ trung vận, hậu vận được sống an nhàn, hưởng phúc bên con cháu. Số tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng, hưởng thọ trung bình từ 78 đến 92 tuổi. Nếu ăn ở hiền lương, làm nhiều việc thiện, tích thêm phúc đức thì được thọ thêm niên kỷ. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng là 36 tuổi âm lịch và 35 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can của tuổi Kỷ thuộc ngũ hành thổ, gặp năm Giáp Thìn có thiên can là giáp thuộc ngũ hành mộc, là chủ về tương hợp, tốt. Chủ mệnh trong năm này công việc nhận được sự giúp sức của những người xung quanh, bản thân không ngừng mở rộng các mối liên kết cũng như đầu tư chung rất có lợi. Những mưu cầu về công danh của chủ mệnh cũng tương đối tốt. Tuy nhiên, khi xét về ngũ hành thì có sự tương khắc giữa ngũ hành thiên can của năm Giáp Thìn với tuổi này, bản thân cần chú ý về sức khỏe trong năm này không tốt, dễ bệnh tật và lâu khỏi. Xét về địa chi. Địa chi của người tuổi này là Tỵ, gặp năm Giáp Thìn 2024 có địa chi là Thìn, là quan hệ bình hòa. Cho thấy, tuổi Kỷ Tỵ năm 2024, nữ mạng, về công việc kinh doanh hay buôn bán làm ăn bình thường và không nhiều thay đổi, gia đình có thể đưa tới những chuyện vui. Về ngũ hành của địa chi Tỵ là Hỏa, gặp địa chi năm Thìn là Thổ, là tương sinh, bởi vì Hỏa sinh cho Thổ. Điều này dự báo công việc trong năm có sự tính toán, cùng với đó là dự định liên quan đến công việc thay đổi theo chiều hướng tốt. Xét về ngũ hành. Ngũ hành bản mệnh của tuổi này là Mộc, gặp hành Hỏa của ngũ hành năm Giáp Thìn, thể hiện quan hệ sinh xuất. Tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng năm 2024, mọi việc chủ về hao tổn. Kinh doanh làm ăn tuy tiến trình thuận ban đầu, nhưng sau lại không được như ý muốn, nhưng bản mệnh cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ cho được kết quả tốt. Sức khỏe không tốt, có thể bị mắc phải các bệnh về ngực. Xét về cung phi. Người tuổi này có cung phi tốn ngũ hành mộc, gặp năm Giáp Thìn có cung phi chấn cũng có hành mộc, là khí diên niên, tốt. Luận tử vi tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng, năm 2024 dự báo công việc kinh doanh hay gia đạo của người tuổi này được củng cố. Năm này chủ mệnh thay đổi công việc, nếu gặp phải khó khăn sẽ được giúp đỡ. Về ngũ hành cung phi tuổi và cung phi năm là quan hệ tương trợ, chủ về niềm vui và đưa tới tài lộc. Xét về tứ trụ. Hiên hòa, địa hòa, vận số của nữ mạng tuổi Kỷ Tỵ cơ bản ổn định trong năm 2024, công việc chưa có được sự đột phá, nhưng nhìn chung vẫn có được những bước tiến đáng kể. Vận niên 2024. Vận niên Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024, là hổ nhập nội. Hổ nhập nội hay hổ nhập điền là hổ trở về đồng bằng, sa mạc là nơi ít mồi, có mồi thì mồi không ngon. Do vậy nếu rơi vào vận niên ngày thì đừng làm gì mà phải bỏ ra nhiều vốn, nên từ từ chờ thời thế. Sao chiếu mệnh. Trong năm 2024, tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu có hai mặt, trong đó vừa mang đến tài lộc vừa có thể mang lại nhiều điều không may cho một số người. Vận hạn, hạn toán tận. Người gặp hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, có thể bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ, như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại, những người kém về phúc đức có thể vong mạng. Với những chuyển biến của thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ cho thấy, bước sang năm Giáp Thìn 2024, nhìn chung vận trình tổng thể của các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ tương đối lạc quan. Năm này được sao Thủy Diệu và Thanh Long phù trợ, nên đối với các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ tương đối giàu có. Bản mệnh có cơ hội làm nên cơ nghiệp, nhưng bạn cũng không nên quá tự hào về điều đó. Năm này, các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ cũng sẽ gặp phải hung tinh hàm trì, hoa cái, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của hôn nhân và tình yêu trong năm. Mặt khác, hạn toán tận cũng gây ra cho các bạn không ít tổn hao về tài lộc và sức khỏe. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, bước sang năm Giáp Thìn 2024, có sự phát triển sự nghiệp tương đối tốt. Dưới sự tác động tích cực của các tinh Thanh Long, Thiên Phúc, bạn có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, bạn càng lạc quan thì sự nghiệp của bạn càng phát triển trong năm nay. Người tuổi Kỷ Tỵ, dù làm gì thì tinh thần trách nhiệm vẫn rất cao, họ luôn xác định mục tiêu rõ ràng trước khi hành động,
Lý tưởng cao đẹp và tài năng thiên bẩm kết hợp lại với nhau khiến bạn có thể đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp trong năm này. Trí nhớ vượt trội hơn người không chỉ đơn giản nhớ chính xác mặt mũi, tên tuổi của rất nhiều người mà bạn còn có thể nhớ được sở thích hay chuyện riêng tư của họ. Điều này cùng với tâm tư nhạy cảm giúp bạn rất có duyên buôn bán, chuyện kinh doanh lên như diều gặp gió. Sở thích hoài cổ, nghiên cứu những chuyện triết lý sâu xa khiến người này thích hợp trở thành chính trị gia, triết gia hay thương gia, cũng có thể là những người chuyên làm về công tác tư tưởng. Đặc biệt, đối với các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong năm 2024. Bản mệnh có nhiều cơ hội tốt để tăng tài, tiến lộc, thăng quan tiến chức trong năm này. Trong năm này với người đang ấp ủ ý định khởi nghiệp cũng khá phù hợp để bắt đầu. Tuy nhiên, nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ, thăm dò thị trường một thời gian, sau đó mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao và an toàn. Đối với những bạn làm kinh doanh, đầu tư cũng có nhiều cơ hội, chỉ cần bạn thấy hứng thú là có thể đưa ra quyết định khá nhanh và dứt khoát. Dù có phải thay đổi công việc, bản mệnh vẫn chấp nhận để chinh phục mục tiêu lớn hơn trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, với các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ, dù có vận số trong năm tốt, nhưng không vì thế mà sinh ra kiêu ngạo, tự phụ, bạn cần khiêm tốn, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người, nhất là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước. Điều này sẽ giúp cho vận số của các bạn được tốt hơn, nhất là về thời điểm cuối năm. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Đối với các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ, bước sang năm Giáp Thìn 2024, có vận trình tài lộc cực kỳ tốt, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền bất kể là chính tài hay thứ tài. Nhờ quý nhân kịp thời ra tay tương trợ, nên mọi việc làm đều khá thuận buồm xuôi gió. Nguồn tiền bạc mà nữ Kỷ Tỵ thu về, phần lớn đến từ việc đầu tư thu lợi, kinh doanh cũng không kém phần lộc lá. Người tuổi Kỷ Tỵ may mắn có rất nhiều cơ hội phát tài bất ngờ trong năm này, hiếm khi phải lo sầu, phiền muộn vì tiền bạc. Có điều, thói quen sống xa hoa, phung phí, tiêu tiền không mấy khi suy nghĩ tương lai. Nếu muốn ổn định về tài chính thì, nữ Kỷ Tỵ cũng nên có kế hoạch kiểm soát chi tiêu, tiết kiệm để lấy tiền đầu tư phát triển cho sự nghiệp sau này. Các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ trong năm này có thể kiếm tiền một cách dồi dào, sự chăm sóc của thần tài mang đến cho các bạn có những cách tốt để tích lũy về tiền bạc, của cải. Công việc được thuận lợi, tài lộc của các bạn không ngừng khởi sắc, cả chính tài và thứ tài đều tăng. Những bạn làm kinh doanh, buôn bán có một năm bội thu về tài lộc, bản mệnh lại có lộc trời ban, nên không phải lo lắng nhiều về thu nhập của mình. Tuy nhiên trong năm này, nữ tuổi Kỷ Tỵ cũng cần đặc biệt chú ý sự đe dọa của hạn toán tận, làm cho các bạn sẽ mất tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình tình cảm của các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024 có thể gặp nhiều sóng gió. Do bị ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, hoa cái, năm nay bạn dao động tình cảm với đối tượng khác giới tương đối lớn. Mối quan hệ của bạn và người ấy có thể trở nên căng thẳng và sóng gió, thậm chí bạn có thể vướng phải tình cảm ngoài luồng do đào hoa giữ gây ra. Không chỉ vậy, một số người tuổi Kỷ Tỵ còn phải chịu đựng sự dày vò của những mối quan hệ yêu xa, điều này khiến mối quan hệ của bạn gặp nhiều trắc trở. Các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ có thể không thích hợp với tình yêu đơn phương trong năm nay. Bản mệnh nên tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp và kiếm tiền sẽ tốt hơn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989 về tình hình sức khỏe trở nên đáng báo động. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không, làm cho các bạn có thể gặp nhiều xui xẻo, bản mệnh không những có thể lực suy yếu mà còn thường xuyên ốm đau, sốt liên tục. Thậm chí bạn có thể gặp những tai nạn ngoài ý muốn. Sự ràng buộc của hạn toán tận cũng làm cho các bạn dễ gặp phải những tai nạn bất ngờ, nhẹ thì mất mát về tiền của, tài sản, nặng thì nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Về vấn đề sức khỏe, đối với các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ trong năm này cần phải đặc biệt chú ý, không nên chủ quan khinh suất. Các bạn cần phải đề phòng tới các hung tinh đe dọa có thể dẫn đến tai nạn bất ngờ. Ngoài ra các bạn cũng nên áp dụng các biện pháp dưỡng sinh theo mùa, có chế độ dinh dưỡng cân bằng, kết hợp với vận động thể dục thể thao hợp lý để nâng cao sức khỏe cho bản thân. Thầy Gia Cát khuyên các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà,
hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bạn. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt cho tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng xuất hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Xuất hành theo những ngày, giờ và tháng nói trên, bạn sẽ gặp được nhiều thắng lợi hoàn toàn, không sợ thất bại về tiền bạc cũng như về tình cảm và tài lộc. Ngày mùng 1 Tết dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho nữ tuổi Kỷ Tỵ: xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của các bạn nữ: hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của các bạn, xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau: tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Ất Dậu, sinh năm 2005, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương khắc, địa chi tam hợp, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Đinh Dậu, sinh năm 2017, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh phục vị, niên mệnh bình hòa, rất tốt. Tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng, năm 2024, có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế không. Tam tai năm 2024, tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng phạm tam tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu. Năm này là năm Thìn, các bạn nữ sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tuổi Kim Lâu năm 2024, gia chủ tuổi Kỷ Tỵ không phạm Kim Lâu. Hạn Hoang Ốc năm 2024, các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ phạm Hoang Ốc, tam địa sát, không nên làm nhà, sửa nhà trong năm này. Thái Tuế năm 2024, không phạm hạn Thái Tuế.
Trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn toán tận và sao thủy diệu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn toán tận đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng. Hạn toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, tán lộc. Theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau. Hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại, cũng có thể bị cảm mạo, trúng gió. Căn cứ vào tính chất của hạn này, ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ trong năm này cần chú ý 5 điều sau đây cần kiêng cữ để vượt qua hạn toán tận. Thứ nhất, tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc, của cải khi đi đường, dù cho là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn. Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ, không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận. Ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên, những người gặp hạn này nên tu nhân, tích đức, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện, siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần Phật, cầu bình an, khỏe mạnh. Vì trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở độ trì bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Đây cũng là cách giải hạn toán tận rất được chú trọng. Các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024 bị sao thủy diệu chiếu mạng. Sao thủy diệu, còn gọi là thủy tinh, là một phước lộc tinh chiếu mệnh sẽ mang đến nhiều điều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Sao thủy diệu là phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8, chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông, biển, đi xa tránh qua sông qua đò, giữ gìn lời nói, nhất là nữ giới, nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Người mệnh kim gặp sao thủy diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp, mệnh mộc cũng rất tốt, nhất là nữ giới nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao thủy diệu là phúc tinh nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng sao thủy diệu thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao thủy diệu đăng viên vào lúc 19 giờ đến 21 giờ ngày 21 âm lịch hàng tháng hướng về chính Bắc để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng của tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng, trong năm 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, vận trình tài lộc của các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ rất dồi dào. Bạn được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên đán, nhiệt huyết của bạn tương đối cao trong tháng này. Với các bạn làm gì trong cuộc sống đều tràn đầy tinh thần chiến đấu, nhiệt huyết và niềm đam mê nên mọi việc thường dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bạn đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất việc phải đảm bảo cho sức khỏe tốt. Đặc biệt trong dịp du xuân, đường xá đông đúc đi lại khó khăn nên cẩn thận khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng. Tử vi dự báo về vận trình tài lộc và sự nghiệp của các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ ở mức trung bình, hầu hết tình trạng công việc của bạn vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng, về phương diện tình cảm của các bạn lại có sự sa sút rất mạnh, sự ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, hoa cái, một số bạn yêu xa hay phải công tác xa, vấp phải nhiều trở ngại trong chuyện tình cảm, lòng tin bị giảm sút mạnh mẽ, đôi bên thường nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau, khiến tình cảm riêng tư gặp nhiều sóng gió hoặc thậm chí có khả năng tan vỡ. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng. Các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ bước sang tháng 3 âm lịch có vận trình sự nghiệp rất tốt. Có sự đồng hành từ quý nhân, mọi việc trở nên suôn sẻ nhẹ nhàng hơn,
Các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ tranh thủ thời điểm này có thể xúc tiến các kế hoạch quan trọng hoặc lên dự định cho chặng đường sắp tới. Cơ hội thăng tiến cũng sẽ mở ra với những người vẫn luôn nỗ lực chăm chỉ. Do có sự tác động tích cực của các cát tinh, quan phù, đế vượng mang lại cho bạn có nhiều sự may mắn, với bạn tháng này có rất nhiều cơ hội việc làm. Các bạn làm trong các doanh nghiệp nhà nước có cơ hội được điều động đi công tác nơi khác vì được cấp trên ưu ái. Nếu bạn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công ty giao phó, thì với bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến và được thăng chức, tăng lương. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng. Bước sang tháng 4 âm lịch, các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ có vận trình tài lộc tương đối ổn định, các bạn không bị tác động của các hung tinh lên vận trình tài lộc. Tuy nhiên, trong tháng này do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, sự tác động của hung tinh bệnh phù có thể làm cho tinh thần của các bạn không được lý tưởng cho lắm. Điều này khiến cho các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh trong công việc và tài vận của bạn cũng vì thế mà có thể sẽ dậm chân tại chỗ. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng. Các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ bước vào tháng 5 âm lịch có những mối quan hệ xã giao được cải thiện đáng kể. Với bạn đang có được sự trợ giúp của các cát tinh Thiên Phúc và Thanh Long, bản mệnh may mắn gặp được nhiều người bạn tốt, có người là quý nhân của bạn trong tương lai. Việc kinh doanh buôn bán diễn ra thuận lợi, giúp cho bạn thu không ít tiền bạc về hầu bao của mình. Tháng này bạn cũng tạo dựng được những mối quan hệ làm ăn với đối tác, khách hàng rất tốt. Bạn nên duy trì các mối quan hệ này, nó sẽ giúp ích cho sự nghiệp của bạn có thể bứt phá hơn nữa trong tương lai. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng. Tháng này, vận trình tình cảm của các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ cũng tương đối xấu. Khi sức mạnh của hàm chì gây ảnh hưởng đến sự phát triển của hôn nhân và tình yêu của bạn. Mối quan hệ giữa bạn và người chồng trở nên khó dung hòa, tình cảm đôi bên xảy ra nhiều mâu thuẫn do những bất đồng trong cuộc sống. Các bạn đang còn độc thân bị vướng phải đào hoa xấu, nhiều khi bạn rơi vào tình huống khiến bản thân cảm thấy rất xấu hổ và thất vọng. Đặc biệt, các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ nên tỉnh táo khi kết bạn với người khác giới, cảnh giác, đừng quá cả tin kẻo lại bị lừa gạt về chuyện tình cảm. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng. Sang tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng cô hồn, tình hình sức khỏe của các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ không được lý tưởng cho lắm. Sức khỏe bị giảm sút đáng kể do bị ảnh hưởng của hung tinh thiên không và yếu tố thời tiết khô nóng. Một số người tuổi này có thể gặp một số vấn đề khó chịu hoặc chóng mặt, thể chất không được tốt. Đặc biệt, với các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ cần chú ý tới vấn đề ăn uống, hạn chế ăn đồ chứa nhiều dầu mỡ, đồ cay nóng. Không nên ăn quá no, hoặc để bụng quá đói, hoặc ăn quá nhiều đồ lạnh, nếu không sẽ làm sức khỏe của bạn giảm đi trông thấy. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng. Các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ bước sang tháng 8 âm lịch có vận trình tài lộc tương đối khởi sắc. Bạn gặp được các cát tinh Thanh Long, Thiên Phúc, nhiều bạn trở nên rất giàu có trong tháng này. Nhiều bạn trong tháng này có cơ hội được tăng lương, nhận thưởng do bạn đã phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty. Ngoài ra, rất may mắn bạn có thể thu được nhiều lợi nhuận nhờ quản lý tài chính. Tuy nhiên, mặc dù tháng này người tuổi Kỷ Tỵ tài lộc phát triển rất tốt, nhưng bạn cũng nên học cách quản lý về tài chính, không nên chi tiêu bừa bãi, làm thất thoát tiền bạc không đáng có. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng. Bước sang tháng 9 âm lịch, về vận trình tài lộc của nữ tuổi Kỷ Tỵ được duy trì khá tốt. Tại thời điểm này, bạn đang tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, có được những khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy. Bạn nên tập trung vào công việc nhiều hơn để thu gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Việc kinh doanh buôn bán được thuận lợi, tiền bạc thu vào không ít. Về sức khỏe, tháng này các bạn nữ có sức khỏe không tốt cho lắm, bạn cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh cũ tái phát. Chú ý là đi lại cần cẩn thận, tránh gặp tai nạn, cướp giật, xây sát nhỏ không đáng có. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng. Bước sang tháng 10 âm lịch, nữ tuổi Kỷ Tỵ gặp được các cát tinh Thiên Hỷ, Thiên Phúc, điều này giúp cho một số bạn độc thân sẽ tỏa sáng trong tháng này. Thậm chí bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để thoát khỏi cảnh độc thân. Vì vậy, nếu những người tuổi Kỷ Tỵ đang có ý định yêu, bạn cũng có thể thử xem. Biết đâu bạn thực sự có thể gặp được định mệnh của đời mình. Không chỉ vậy,
Với sự giúp đỡ của các tinh, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ một số người bạn tâm giao, những người sẽ đồng hành và giúp đỡ bạn rất nhiều trong tương lai. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng. Khối lượng công việc của các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ trong tháng này tăng lên đáng kể. Dù các bá ngập không ít áp lực từ công việc, nhưng vận trình sẽ có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của các tinh, giúp cho các bạn nữ hoàn thành tốt công việc của mình. Người làm công việc kinh doanh có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, lạc quan. Các hạng mục đầu tư từ trước đó của bạn cũng sẽ mang lại không ít lợi nhuận. Tháng này nhìn chung, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, tài lộc về hầu bao của bạn không ngừng tăng lên. Mong rằng các bạn nữ tuổi Kỷ Tỵ có thể tiếp tục duy trì, phấn đấu để được khởi sắc trước dịp đầu năm mới sắp tới. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn, nữ tuổi Kỷ Tỵ tương đối bận rộn. Vì đã gần cuối năm, các bạn chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực trong công việc và các nhiệm vụ được cấp trên giao cho. Các bạn cần phải dành nhiều sức lực và thời gian hơn để giải quyết. Tài lộc trong tháng này có thu nhiều, cũng chi nhiều. Đặc biệt là các khoản tiền lương, tiền thưởng hậu hĩnh cuối năm giúp cho bạn an tâm hơn về tài chính của mình. Nhưng với nữ tuổi Kỷ Tỵ cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu, đừng có để tài lộc khó tụ, tiền bạc bị thất thoát không đáng có nhé. Tuy nhiên, dù cuộc sống tương đối bận rộn nhưng các bạn vẫn nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi điều độ. Đây là một điều cần thiết để tránh các áp lực quá sức, lại ốm bệnh. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.